Xin chào anh, giới thiệu cho anh em chiếc Su GZ nè. 150A GZ 150A phun xăng điện tử FA nha. Dòng xe Suzuki phun xăng điện tử FA nha. GZ 150A xe rất là đẹp luôn. Còn thùng còn đồ đầy đủ nha. Dòng xe này phun xăng điện tử FA nên rất cực kỳ lợi xăng nha. Xe gần nguyên zin, máy móc nguyên zin, rất là đẹp. Khiến hậu cũng đồ luôn, rất là đẹp nha. Giá của nó cực kỳ dễ thương, chỉ có 30 mấy triệu thôi. Giới thiệu sơ lược nha. Đây là đĩa này, rất là mới, xi nhanh đồ, án thiết, kiến hậu kiến đồ, nó gắn còn đề bàn luôn, đẹp. Đĩa này rất là xe nhìn rất là sạch sẽ, vỏ đồ còn rất là tốt nha. Máy móc là nguyên zin. Cái này là phun xăng điện tử FA nha. Hệ thống FA nè. Đây là hệ thống FA. Máy móc nè. Nguyên zin chưa có mở chưa làm gì nha. Quay rất là cận kẽ. Rất là đẹp. Nước sơn nước đồ là nguyên zin nha. Đang chống đổ trong đồ thì của hai chìa. Máy cực kỳ êm nha, dòng xe này rất lợi xăng nha, phun xăng điện tử FI nha, rất lợi xăng. Đây là ký hiệu của nó nè. Đời 2013 nha, cuối 2013. Suzuki GZ 150A phun xăng điện tử FI. Dòng xe này rất là đẹp, có thùng có đồ còn nguyên zin, rất là đẹp luôn. Thùng còn thùng bầu còn rất là đẹp. Nước sơn nước đồ rất là đẹp, đẹp. Khi nào anh tới tới cái máy nổ thì này nha. Là chiếc xe sắp 3 hoặc lại 150 nè, xe mới về nè, gian xe ben xuống dưới thì hộp đi nóc đi rồi là còn nguyên riêng xuống dưới. Xe 3 hoặc lại 150 nha, đời cao luôn, 2013, cuối 2013 hay sao á, rất là đẹp. Đây là đèn đeo, đèn led luôn á. Xe này mới về chưa có đưa lên nè. Đặt lại 150. Đây, Suzuki GZ 150 xăng điện tử FA. Có thùng có đồ đầy đủ hết. Giá của nó là 38 triệu nha. Giá cực kỳ dễ thương, 38 triệu, ai mua thì liên lạc cho em số điện thoại là 0369 669 659 nha. Và với địa chỉ là 262 đường Tân Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha. Địa chỉ là 262 đường Tân Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Suzuki GZ 150A, phường Tân Phú, giá 38 triệu. Giá của nó là 38 triệu nha. Giá cực kỳ dễ thương, xe rất là bền, dòng xe full xăng FA. Đây cái máy nổ này nè.
tháng đề tháng.